thuộc hạ muốn biết, có phải vụ án này có sự can thiệp của hoàng gia nên Trần Thế Mỹ sẽ tiêu diêu ngoài vòng pháp luật không? Tại sao Triển Hộ Vệ hỏi như vậy? Hôm nay công chúa đã xông vào Khai Phong phủ, đưa Trần Thế Mỹ đi rồi. Sau này, cho dù có nhân chứng, đại nhân cũng khó mà đưa hắn ra trước pháp luật, giá lại còn phải giao cho đại lý tự thẩm tra. Lúc đó, tự nhiên hắn sẽ thoát thân. Không. Ba thanh đao hoàng thượng ngự ban có quyền tiền trảm hậu tấu. Bổn phủ có thể xử hắn như thường. Nếu Thái hậu giá lâm ngăn cản hành hình thì sao? Tuy Thái hậu là mẹ ruột của hoàng thượng, địa vị tôn quý, nhưng Thái hậu không có quyền can dự triều chính. Bổn phủ vẫn có thể hành hình theo pháp luật. Nếu hoàng thượng giáng chỉ xá miễn cho hắn thì sao? Thật ra Triệu Hậu Vệ muốn nói điều gì? Đại nhân, Triển Hộ Vệ hiệp can nghĩa đảm, không nhẫn tâm nhìn thấy mẹ con Tần Hương Liên bị người ta hiếp đáp, e rằng sẽ dùng phương thức giang hồ để xử trí. Triển Hộ Vệ định làm thế nào? Triển Chiêu không dám che giấu điều gì với đại nhân. Nếu như quốc pháp không thể trừng trị hắn, Triển Chiêu sẽ rút khỏi quan trường trở về giang hồ. Nhưng trước khi đi, nhất định sẽ đem cái đầu của Trần Thế Mỹ về đây. Im ngay! Chỉ cần mẫu phủ còn ở trong triều một ngày, quyết không cho phép người xem thường quốc pháp, lạm dụng tư hình. Đại nhân, Triển Hộ Vệ. Đại nhân, vì Triển Hộ Vệ cảm thấy bất bình mới lên tiếng, không phải cố ý xem thường dương pháp. Trần Thế Mỹ kia quả là vô tình vô nghĩa, người thần căm phẫn. Làm sao bổn phủ có thể dễ dàng tha cho hắn? Được rồi, bổn phủ nói cho Triển Hộ Vệ được biết, nếu hoàng thượng giáng chỉ đặt xa cho hắn, bổn phủ sẽ tranh cãi đến cùng. Nếu như tranh cãi không thành, bổn phủ sẽ từ quan quy ẩn, rời xa sĩ đồ. Lúc đó bổn phủ không còn là mệnh quan triều đình, làm sao có thể nghĩ đến chuyện Trần Thế Mỹ sống hay là chết? Cũng không thể luận đoán đó là quốc pháp hay là tư hình. Đại nhân, không phải Triển Chiêu nhất thời lỗ mãng, chỉ là cơn giận khó nguôi. Triển Hộ Vệ, người như lòng này, lòng như ly này, nếu không phải như vậy, làm gì có thiên lý công bằng? Nhưng mà nếu như hỏi bổn phủ định làm cách nào, dĩ nhiên là sẽ làm theo dương pháp, quyết không ngoại lệ. Triển Hộ Vệ, ngày kia nhân chứng sẽ đến kinh thành, sao ngươi không thể nhẫn nại thêm? Dạ. Khải bẩm đại nhân, ngoài phủ có người đánh trống kêu quan. Đó là ai? Hồi đại nhân, là tổng quản Ngụy Minh của phủ phò mã. Đưa hắn vào sảnh nói chuyện. Dạ. Dưới trường Ma Hát. Dạ. Dạ. Mời công tôn tiên sinh lập tức lên đại sảnh. Dạ. Nhà ta bái kiến bao đại nhân.
Ngụy tổng quản muốn gặp bổn phụ. Tại sao phải đánh trống kêu oan ở ngoài phủ? Nhà ta đánh trống là vì đến đây tự thú, đồng thời cũng muốn minh oan cho phò mã gia. Cái gọi là tự thú của Ngụy tổng quản là muốn nói đến vụ án nào? Trần Thế Mỹ cùng Bạch Dân Tử hợp vì địa bảo Trần Xuân của Trần Gia Thôn Nguyễn Thư Thành, kể cả thị vệ Hàng Kỳ của phủ Phò Mã. Vừa rồi tổng quản nói muốn minh oan cho Phò Mã gia, muốn nói đến oan ức gì? Vụ án ba mạng người nhà ta nói đều không liên quan đến Phò Mã, nhưng bao đại nhân lại ám chỉ Phò Mã có liên quan. Đây chính là oan ức của Phò Mã gia. Được, nếu tổng quản đã đến đây tự thú minh oan, bổn phủ sẽ nghe tổng quản nói như thế nào. Chẳng lẽ bao đại nhân muốn nhà ta nói ở đây sao? Vậy theo ý tổng quản thì sao? Nhà ta đến tự thú liên quan đến đại án nhân mạng, bao đại nhân không thăng đường xét xử không phải trái với lẽ thường sao? Tổng quản muôn bổn phủ thăng đường xét xử tổng quản sao? Không sai. Trên công đường có rất nhiều người xem, bên hỏi bên đáp đều được ghi chép lại. Như vậy sẽ tránh được phiền phức sau này bao đại nhân chỉnh lý cả vụ án, nhà ta cũng không cần lặp lại. Như vậy không phải đôi bên đều có lợi? Thì ra tổng quản đã có chuẩn bị. Nhà ta tự đến đây tự thú, không phải bị bao đại nhân bắt về quy án. Dĩ nhiên nhà ta đã có chuẩn bị từ trước. Được, nếu đã như vậy, Dương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ, dạ, dạ, truyền lệnh thăng đường. Dạ, dạ. Người dưới đường kia là ai? Đang nhậm chức ở cung nào, phủ nào? Nhà ta là Ngụy Minh, là tổng quản phủ Phò Mã. Tổng quản phủ Phò Mã, tại sao lại đến trước đường bổn phủ? Nhà ta đến tự thú. Tổng quản đến đây tự thú là vì vụ án mạng nào? Nhà ta đã lệnh cho thị vệ Hàng Kỳ của phủ Phò Mã giết người diệt khẩu, đồng thời chôn cất thi thể ở khu rừng bên ngoài thành Đông. Nhà ta đã phạm tội sai khiến người khác giết người. Nói như vậy, tổng quản thừa nhận đã sai khiến giết người. Đúng. Nếu tổng quản đã thừa nhận tội trạng thì đã là người có tội. Trên công đường của bổn phủ có đường quy, bất kể tổng quản có chức quan gì, bây giờ đều đã không được miễn quỳ. Còn không quỳ xuống nghe xử. Ngụy Minh, có phạm quan. Người phái Hàng Kỳ sát hại người khác, bổn phủ đã đào thi thể đó lên. Bổn phủ hỏi người, người ăn mặc như thư sinh bị chôn gần nửa năm nay thật ra là ai? Hồi bao đại nhân, người đó là Trần Thế Mỹ, cử nhân thi rớt đến từ Bạch Dân Tử hợp vì Lỗ Châu Phủ. Ủa, có phải cùng tên cùng họ với Phò Mã? Đúng vậy. Tại sao người sát hại hắn? Hồi bao đại nhân, tân khoa trạng nguyên Trần Thế Mỹ phụng chỉ diêu hành gặp được công chúa. Công chúa có ý triệu hắn làm Phò Mã. Nào ngờ
Phạm Quang phát hiện hắn đã có vợ con. Vì muốn lấy lòng công chúa, Phạm Quang điều tra ra có một cử nhân thi rớt, còn cùng họ cùng tên với Trạng Nguyên. Vì vậy, Phạm Quang đã thu xếp đánh trao học tịch của hai người, đồng thời phái Hàn Kỳ giết hắn diệt khẩu, sử dụng thân phận của hắn. Phạm Quang lại thu xếp Trạng Nguyên mạo nhận người khác triệu làm phò mã. Quan được Trạng Nguyên đó 10 năm đèn sách, mài thủng nhiên sắc, mới thi đậu Trạng Nguyên, quan tông diệu tổ. Sao lại nghe thu xếp của ngươi mạo danh người khác? Rõ ràng là vì hắn ham mê vinh hoa phú quý, hợp mưu thông đồng với ngươi. Không không, bao đại nhân, chuyện này không liên quan đến phò mã gia. Trong lúc Phạm Quang đến khuyên phò mã gia mạo danh người khác, còn bị phò mã gia từ chối nặng lời. Nguyệt công công, tại sao công công dám đưa ra yêu cầu vô lý này với tại hạ? Ở quê nhà tại hạ đã có vợ con rồi, sao có thể giả mạo thân phận người khác để làm phò mã? Cách làm này không những hại tại hạ phải bất nghĩa, mà còn hại cả công chúa đó. Trạng Nguyên công nói vậy là sai rồi. Có ai mà không muốn được vinh hoa phú quý? Nếu như được kiểu làm phò mã thì sẽ trở thành hoàng thân quốc thích. Có nhiều người mong muốn còn không được nữa là. Tuy tại hạ xuất thân bần hàn, nhưng đối với vinh hoa phú quý không bận tâm đến. Nửa đời khổ luyện kim bản đề danh là vì quan tông diệu tổ che chở vợ con. Bây giờ lại muốn tại hạ mạo danh người khác, bỏ mặt Tào Khang không lo, tại hạ không thể tuân lệnh. Nếu Ngụy công công còn dám nhắc đến chuyện này, đừng trách Thế Mỹ không nể mặt, đuổi Ngụy công công ra khỏi đây đó. Trạng Nguyên công, vì nhà ta không muốn để công chúa thất vọng nên đã thu xếp mọi chuyện ổn thỏa. Nếu Trạng Nguyên công kiên quyết không chịu, vì nhà ta muốn bảo vệ bản thân, không thể không giết Trạng Nguyên công diệt khẩu. Tài hạ đã đọc sách thánh hiền, hiểu chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Dù Ngụy công công có dùng cái chết để uy hiếp, tại hạ cũng quyết không thỏa hiệp. Trạng Nguyên công không sợ chết? Chẳng lẽ Trạng Nguyên công không suy nghĩ cho tính mạng già trẻ trong nhà? Công công nói gì? Nếu Trạng Nguyên công không đồng ý, nhà ta chỉ còn cách không những lấy mạng của Trạng Nguyên công, mà ngay cả cha mẹ tuổi già, kể cả thê tử con cái, tính mạng của 5 người này e rằng cũng khó mà thoát chết. Công công dám giết hại họ sao? Trạng Nguyên công chỉ cần làm theo thu xếp của nhà ta, tự nhiên họ không bị tổn thương nào. Nếu không, Phạm Quang đã dùng tính mạng cả nhà để uy hiếp Trạng Nguyên công. Trạng Nguyên công không thể làm khác, chỉ còn cách tuân lệnh. Trần Thế Mỹ kia có phải bị người uy hiếp mới mạo danh hay không? Không liên quan đến chuyện tự thú, tạm thời bổn phủ không truy cứu. Vậy thi thể thứ hai đó là ai? Trần Thế Mỹ kia có phải bị người uy hiếp mới mạo danh hay không? Không liên quan đến chuyện tự thú, tạm thời bổn phủ không truy cứu. Vậy thi thể thứ hai đó là ai? Người đó đến từ quyển thư thành Lỗ Châu, địa bảo của Trần Giả Thôn Trần Xuân. Tại sao người muốn sát hại hắn? Hồi đại nhân, Trần Xuân kia là nhân chứng bao đại nhân truyền đến chứng minh thân phận của phò mã. Thật ra Phạm Quang không hề quen biết hắn, nào ngờ
Trước ngày Bao đại nhân đến phủ phò mã, đột nhiên hắn đến tìm Phạm Quan. Chính là hắn. Công công, công công chính là tổng quản của phủ phò mã hả? Chính là nhà ta. Ngươi lại tìm nhà ta có chuyện gì? Tiểu nhân là địa bảo của Trần Gia Thôn, huyện Thư Thành. Công công có thể đến đầu đó nói chuyện không? Ngươi tìm nhà ta thật ra có chuyện gì? Cứ nói đi. Dạ. Tiểu nhân là Bao đại nhân khai phong phủ cố tình mời từ Trần Gia Thôn đến đây đó. Bao đại nhân mời ngươi đến khai phong phủ thì liên quan gì đến nhà ta? Dĩ nhiên là có liên quan đến công công rồi. Ngày mai tiểu nhân sẽ theo Bao đại nhân đến phủ phò mã. Bao đại nhân đến phủ phò mã làm gì? Bao đại nhân muốn tiểu nhân đến phủ phò mã nhận người. Nhận ai? Nhận phò mã gia, để xem có phải Trần Thế Mỹ của Trần Gia Thôn hay không. Vậy thì sao? Phò mã gia có phải là người của Trần Gia Thôn hay không? Điều dựa vào một câu nói của tiểu nhân. Vậy ý của ngươi là... Hiện nay Trần Gia Thôn đang gặp nạn đói. Tiểu nhân thân là địa bảo, dù sao cũng phải suy nghĩ cho hương thân trong làng. Nếu như có 50 lượng bạc giúp các hương thân vượt qua nạn đói lần này... Ta hiểu rồi. Nếu nhà ta chịu bỏ ra 50 lượng giúp đỡ nạn nhân ở Trần Gia Thôn, vậy ngươi sẽ đền đáp ta như thế nào? Ngày mai trong lúc gặp phò mã, tiểu nhân nhất định sẽ nói là xưa nay chưa từng gặp ông ấy. Vì Phạm Quan không muốn thân phận phò mã bị vạch trần, chỉ còn cách làm theo yêu cầu của Trần Xuân, cho nên hắn đã đưa lời khai giả trước mặt Bao đại nhân. Nếu Trần Xuân kia đã bị người mua chuộc đưa lời khai giả, tại sao ngươi còn phái Hàn Kỳ sát hại hắn? Trần Xuân kia lòng tham không đáy, hắn còn muốn lấy thêm 500 lượng. Phạm Quan sợ hắn thường xuyên tống tiền, hậu hoạn khôn lường, cho nên mới phái người giết hắn diệt khẩu. Phò mã có biết chuyện này hay không? Phò mã gia đã quen biết Trần Xuân nhiều năm, không lý nào không quen. Dĩ nhiên có biết chút ít. Nếu không, làm sao có thể bình tĩnh trước mặt Bao đại nhân? Nhưng mà phò mã gia chỉ biết Trần Xuân nhận hối lộ, ngoài ra không biết gì cả. Người biết cách nói chuyện giúp cho hắn. Phạm Quan đang nói sự thật. Bổn phủ lại hỏi người, vì Tần Hương Liên không nhẫn tâm để Trần Thế Mỹ đầu người hai nơi, nên đã nói dối phò mã không phải là phu quân của ả. Hơn nữa, ba mẹ con ả đã rời khỏi kinh thành về quê. Tại sao ngươi còn phái Hàn Kỳ truy sát họ? Và tại sao Hàn Kỳ đó lại tự sát? Tần Hương Liên đánh trống kêu oan ở Khai Phong phủ, Phạm Quan đã nhận được mật báo. Tuy Tần Hương Liên không vạch trần thân phận thật sự của phò mã, nhưng mãi mãi là mối uy hiếp. Vì Phạm Quan muốn tiêu diệt hậu hoạn mới phái Hàn Kỳ truy sát họ. Còn về chuyện tại sao Hàn Kỳ tự sát,
thì phạm quan không biết. Chẳng lẽ những điều này phò mã đều không biết hay sao? Đây đều là hành vi của phạm quan, phò mã gia thật sự không hay biết. Theo như người nói, chẳng lẽ người muốn ganh tội cho hắn? Bao đại nhân, phạm quan không có ý này, xin bao đại nhân minh xét. Vậy thì bổn phủ lại hỏi người, ba mạng người này và rất nhiều tình tiết, bổn phủ vẫn chưa liệt ngươi vào tội phạm tình nghi. Tại sao ngươi lại chủ động đến đây tự thú? Nếu không phải muốn ganh tội cho người khác, tại sao lại như vậy? Bao đại nhân xử án như thần, người đời ai cũng biết. Nếu vụ án này bao đại nhân đã bắt tay điều tra, phạm quan biết không thể thoát tội. Nếu để bao đại nhân bắt về quy án, chỉ bằng tử thú còn hơn, biết đâu có thể giảm hình phạt. Với tội lỗi như ngươi đã nói, e rằng tội chết khó thoát. Nếu phạm quan khó thoát tội chết, tại sao phải để phò mã bị liên lụy chứ? Công chúa đang mang thai, sao phạm quan có thể nhẫn tâm? Bao đại nhân, phạm quan đã phạm tội sai khiến người khác giết người, mong rằng bao đại nhân xử trí theo quốc pháp, đừng kéo theo bất cứ ai. Cũng được, nếu như ngươi đã nhận tội, công tôn tiên sinh, có học trò, cho hắn điểm chỉ. Dạ. Đại lao chờ xét xử. Dạ. Khoan đã, bao đại nhân, tại sao bao đại nhân không phán hình phạm quan? Người chủ động tự thú, thừa nhận tội trạng, bổn phủ đã lập thành an tình. Hơn nữa, ngươi đã điểm chỉ ở đây. Sau này, khi Trần Thế Mỹ bị bắt quy án, sẽ góp lại xét xử. Phạm quan nói rồi, mọi chuyện không có liên quan đến phò mã gia. Có liên quan hay không, bổn phủ tự quyết định, không liên quan tới người. Bãi đường. Đại nhân, tại sao Ngụy Minh chủ động tới đây tự thú? Lời khai của hắn thật ra là thật hay giả đây? Trong giả có thật, trong thật có giả. Trong bản lời khai này, thật giả xen lẫn. Mục đích chung trong này chính là cố gắng nghĩ cách để Trần Thế Mỹ thoát khỏi liên can. Hắn muốn Trần Thế Mỹ thoát tội sao? Dùng ý rất rõ ràng. Đại nhân, trong lời khai của hắn, xuất thân của Trần Thế Mỹ ở Bạch Dân Tự, kể cả quá trình đánh tráo học tịch, hắn đều đã khai rất rõ ràng. Thật ra đại nhân muốn đưa ra bằng chứng cần phải tốn thêm công sức, bây giờ hắn lại chủ động thừa nhận, chắc là còn có mục đích khác. Tại vì hắn biết bổn phủ đã nắm được chứng cứ, sớm muộn gì cũng có thể chứng thực, chủ động thừa nhận.
chẳng qua là muốn nhấn mạnh độ tin cậy trong lời khai của hắn mà thôi. Cho dù hắn gánh hết mọi tội ác, Trần Thế Mỹ vẫn phạm tội khi quân, mạo nhận người khác. Ngụy Minh chủ động tới đây tự thú, Trần Thế Mỹ cũng không tiêu diêu ngoài vòng pháp luật được. Lời nói của Triển Hầu Vệ đúng lúc là điểm mâu chốt. Kê sạch rút củi dưới lò của Ngụy Minh, không thể để cho Trần Thế Mỹ tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Tại sao hắn còn hy sinh bản thân đến đây để tự thú? Trừ khi hắn còn thu xếp khác. Trần Thế Mỹ, người to gan lắm. Xin mẫu hậu bớt giận. Làm sao Ai Gia không giận cho được? Ai Gia xin hoàng thượng ban hôn, mời bác Dương Gia làm người mai mối. Thần dân khắp thiên hạ đều biết Ai Gia đã gửi gắm chuyện trọn đời của con cho hắn. Vậy mà hắn lại là một cuồng đồ to gan, đã có vợ con còn máu danh người khác. Mẫu hậu, chàng bị Ngụy Minh ép buộc mà. Bây giờ chuyện đã đến nước này, chỉ có mẫu hậu ra mặt mới cứu được tính mạng của chàng. Tại sao Ai Gia phải cứu hắn? Hàng bại hoại không biết liêm sĩ như hắn, giữ lại trên đời này cũng là một mối họa. Chỉ còn cách để bao chuẩn xử trí theo luật mới có thể làm cho kẻ bội bạc trên đời này phải cảnh giác. Để cho những phụ nữ bị bỏ rơi trút được oán khí trong lòng. Mẫu hậu, dù sao chàng cũng là phò mã đương triều, là phu quân của con. Phu quân như vậy con còn muốn giữ bên cạnh sao? Hắn có thể nhẫn tâm bỏ rơi thê tử Tào Khang của hắn, sau này hắn cũng sẽ làm như vậy với con. Mẫu hậu, con biết không thể nương tựa chàng, nhưng mà mẫu hậu hãy nể mặt đứa trẻ chưa chào đời này, cứu lấy huynh ấy. Đứa trẻ này không thể chưa ra đời thì đã mất cha. Mẫu hậu, đứa trẻ là vô tội, xin mẫu hậu hãy thương hại nó đi. Con đang có mang, không thể quỳ lâu, đứng dậy đi. Dạ. Ai cho ngươi đứng dậy? Mẫu hậu, cho dù Ai Gia có nể mặt đứa trẻ trong bụng con, cũng chưa chắc cứu được hắn đâu. Mẫu hậu, mẫu hậu thân là quốc mẫu, tại sao không cứu được chàng? Bao chuẩn xưa nay thiết diện vô tư. Như vừa rồi con đã nói, vụ này có liên quan đến mấy mạng người. Cho dù Ai Gia có ra mặt, bao chuẩn cũng chưa chắc dễ dàng tha cho hắn. Khai bẩm Thái hậu, tất cả chuyện này đều là Ngụy Minh làm mà. Ngụy Minh? Đúng rồi, người gây ra chuyện này chính là hắn. Tại sao hắn không đến đây? Ngụy Minh đến Khai Phong phủ thử xem có thể cầu xin Bao đại nhân không? Không lý nào. Bao chuẩn tuyệt đối không xem thường Dương Pháp. Không. Khai bẩm Thái hậu, ông ấy không phải đi cầu xin mà là đi tự thú. Cái gì? Ngụy công công đã hy sinh bản thân. Chàng, tuy mọi chuyện đều do Ngụy Minh gây ra, nhưng cũng được xem là trung thành bảo vệ chủ. Mẫu hậu, Ngụy công công làm như vậy có tác dụng không? Ai Gia hiểu dụng ý của hắn. Hắn đang gánh lấy một phần trong vụ án này, phần còn lại thì phải xem hoàng gia làm như thế nào rồi. Hoàng gia có thể làm thế nào? Nếu tội mạo danh người khác cũng do Ngụy Minh gánh lấy,
Như vậy cho dù phò mã có lỗi cũng là bị động. Nếu hoàng gia không truy cứu, hoàng thượng lại chịu đặc xá cho hắn, biết đâu có thể giữ lại mạng sống cho hắn. Thái hậu khai ân, Thái hậu khai ân. Mẫu hậu, như vậy đúng là có thể cứu chàng sao? Không đơn giản như vậy đâu. Trước tiên con phải không so đo chuyện này. Con có làm được không? Mẫu hậu, con tin rằng không ai có thể không so đo. Nhưng mà vì đứa trẻ này, con sẽ làm được. Sau đó còn phải xem hoàng thượng có đặc xá cho hắn hay không. Mẫu hậu, vậy thì mẫu hậu phải ra mặt rồi. Trong chuyện này, muốn ai già ra mặt cũng được. Nhưng phần khó khăn nhất, e rằng ai già không thể nắm chắc phần thắng. Còn nữa sao? Đúng vậy. Cho dù phần thi hành án để cho phò mã thoát thân, nhưng hắn vẫn là người có vợ con, vẫn là phu quân của người khác. Nếu như nguyên phối không chịu bỏ cuộc, triều đình Đại Tống ta cũng chưa có điều luật nào có thể chia cắt phu thê người ta. Trong chuyện này cần phải suy nghĩ thêm. Các con về trước đi, để ai già từ từ suy ngẫm. Dạ, đa tạ mẫu hậu. Bốn phủ hiểu rồi. Đại nhân đã hiểu động cơ chủ động tự thú của Ngụy Minh à? Đúng vậy. Học trò ngu dốt, xin đại nhân nói rõ. Công tôn tiên sinh, sau khi Ngụy Minh nhận hết tội lỗi, Trần Thế Mỹ vẫn còn phạm pháp. Cho dù hắn có nói là bị Ngụy Minh ép buộc, vẫn khó thoát tội khi quân mạo danh người khác bỏ vợ tái hôn, có phải như vậy không? Nếu như quả thực công chúa không so đo, hoàng thượng cũng khai ân đặc xá thì sao? Nếu như vậy, đại nhân không thể xử vụ án này. Không sai. Mục đích của Ngụy Minh nằm ở chỗ này. Nói cách khác, điều hắn thu xếp nhất định là hoàng gia ra mặt cứu Trần Thế Mỹ từ trong tay bổn phụ. Đại nhân muốn nói công chúa sẽ trực tiếp cầu xin hoàng thượng? Không. Hoàng thượng thân là quân vương một nước, làm sao có thể vì một mình Trần Thế Mỹ mà hủy hoại luật pháp triều đình, công bằng trong dư luận? Vậy thì công chúa nhất định sẽ cầu xin Thái hậu. Xưa nay Thái hậu rất thương công chúa, huống hồ hiện giờ công chúa đang mang thai, Thái hậu nhất định không nhẫn tâm. Nếu như Thái hậu ra mặt xin tội, hoàng thượng là người hiếu thảo, khó mà từ chối. Thì ra Ngụy Minh kia toan tính như vậy. Nếu là vậy, Trần Thế Mỹ không phải được tiêu diêu ngoài vòng pháp luật sao? Chính là như vậy đó. Đại nhân, còn mẹ con Tần Hương Liên nữa. Vậy thì sao? Tần Hương Liên là thê tử nguyên phối của Trần Thế Mỹ. Nếu Tần Hương Liên kia quyết không đồng ý, dù là hoàng thượng cũng không thể bỏ mặc tình lý, bỏ mặc không lo. Tuy là như vậy,
đó cũng là chuyện riêng gia đình. Có câu thanh quan khó xử chuyện gia đình, làm sao bổn phủ can thiệp. Không ngờ Ngụy Minh đã tính toán từ trước, thảo nào hắn có thể thản nhiên đến tự thú. Bây giờ còn có một cách. Đại nhân định xử trí thế nào? Trước khi thái hậu nhúng tay vào, hoàng thượng hạ chỉ thì phải bắt Trần Thế Mỹ về quy án, xét xử mau chóng, định tội kết án. Tôn đại nhân Lỗ Châu phủ, tăng nhân Bạch Dân Tự vẫn chưa đến kinh thành mà. Đại nhân không có bằng chứng chứng minh Trần Thế Mỹ mạo danh người khác, làm sao đại nhân có thể bắt giữ hắn? Công tôn tiên sinh, lời khai đến tự thú của Ngụy Minh chính là bằng chứng của bổn phủ. Đại nhân nói đúng. Thông minh lại bị hại bởi thông minh. Ngụy Minh tuyệt đối không ngờ, trái lại hắn đã trở thành nhân chứng tốt nhất để đại nhân định tội Trần Thế Mỹ. Sáng sớm ngày mai, xin công tôn tiên sinh chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ. Bổn phủ đích thân sẽ đến phủ phò mã, bắt Trần Thế Mỹ về quy án. Dạ, học trò tuân lệnh. Các người lùi hết đi. Dạ. Công chúa, đa tạ công chúa đến gặp thái hậu xin tội cho ta. Thiếp nói rồi, thiếp không muốn con của thiếp chưa ra đời thì đã mất cha. Công chúa, tuy chàng bị Ngụy Công Công ép buộc không thể không nghe lời ông ấy, nhưng sau đó chàng có nghĩ đến con cái của chàng không? Trả lời thiếp đi. Ta... thiếp vì con của chàng mà cầu xin thái hậu cứu chàng, làm thiếp nghĩ đến thê tử trước đây của chàng. Vì con cái của mình, ả có thể cầu xin ai? Mẫu hậu đã hứa nghĩ cách cứu chàng, tuyệt đối không phải vì chàng, mà là vì con của chàng và thiếp. Thương cho tấm lòng cha mẹ trên đời này, người cùng lòng này, lòng cùng lý này. Nhưng còn chàng, chàng là người cha như thế nào? Ta biết lỗi rồi. Điều này không phải là một câu có lỗi thì giải quyết được đâu. Đau khổ mà vợ con của chàng đã gánh chịu phải bù đắp như thế nào? Còn thiếp, nửa đời còn lại phải sống như thế nào đây? Đứa trẻ này, sau này đứa trẻ này phải nhìn nhận người cha như chàng như thế nào? Công chúa, cho ta thêm một cơ hội. Cho dù là vì đứa trẻ, ta thề ta nhất định bù đắp cho mọi người. Công chúa, chàng đừng đụng đến thiếp. Chàng nghe cho kỹ đây, bắt đầu từ bây giờ chàng không được đụng đến thiếp nữa. Chàng phải nhớ cho kỹ, hôm nay chàng có thể sống trên cõi đời này là vì có đứa trẻ này. Nếu không, thiếp sẽ để cho chàng đầu người hai nơi.
Tôn tiên sinh ở lại trong phủ, chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa. Sau khi bổn phủ trở về, lập tức thăng đường. Dạ, học trò tuân lệnh. Triệu hồi về. Dạ. Theo bổn phủ cùng đến phủ phò mã, bắt Trần Thế Mỹ kia về quy án. Nếu người của phủ phò mã bảo vệ ngăn cản thì sao? Không được gây tổn thương, nhất định phải đưa Trần Thế Mỹ về đây. Bổn phủ tin là ngươi làm được. Thuộc hạ biết phải làm sao. Thuộc hạ nhất định đưa Trần Thế Mỹ về đây. Dưới triều Mã Hán. Dạ. Chuẩn bị kiệu. Dạ. Khải Bẩm đại nhân, Tôn đại nhân lỗi cho phủ đến. Được, đền đung lục lập. Mời hắn đến đại sảnh nói chuyện. Dạ. Để Tôn đại nhân phải chờ lâu. Bao đại nhân, vị này là phương trưởng trụ trì của Bạch Dân Tự, thiền sư Nguyên Thông. Lão nạp Nguyên Thông bái kiến bao đại nhân. Làm phiền đại hòa thượng rồi. Mời hai vị. Được. Hai vị này là Công Tôn tiên sinh và Triển Hộ Vệ. Tôn đại nhân cố tình đến Khai Phong phủ, bổn phủ cảm kích vô cùng. Bao đại nhân triệu kiến, làm sao bổn phủ dám cùng đến? Tôn đại nhân qua lời. Nếu không phải sự việc trọng đại, cũng không phiền đến Tôn đại nhân. Chính vì quan hệ trọng đại, bổn phủ càng không thể không đến. Đầu đuôi trong vụ án này, Tôn đại nhân đã hiểu chưa? Trong thư, bao đại nhân đã nói rất rõ ràng. Thiền sư Nguyên Thông cũng đã hiểu rồi. Tôn, Dương Triều. Dạ. Đúng rồi, chuỗi Phật Châu này đúng là đồ lão nạp đã tặng cho Trần Thế Mỹ mà. Trần Thế Mỹ kia bị kẻ gian sát hại, bổn phủ rất lấy làm tiếc. Ngã Phật từ bi, A-di-đà Phật. Bổn phủ đang định bắt giữ kẻ mạo danh người khác, đồng thời muốn mời hai vị đứng ra để làm chứng. Chờ nghe thông báo của bao đại nhân. Làm phiền rồi. Công Tôn tiên sinh, có học trò thu xếp chỗ ở cho hai vị đây. Dạ. Khải Bẩm đại nhân, Thái hậu truyền chỉ, mời đại nhân lập tức vào cung. Không ngoài dự đoán của đại nhân, Thái hậu quả nhiên đã nhúng tay vào. Công Tôn tiên sinh muốn nói đại nhân đã ngờ trước rồi sao? Không sai. Cho nên đại nhân quyết định lập tức bắt giữ Trần Thế Mỹ. Không ngờ vẫn trễ một bước. Chẳng lẽ Thái hậu nhúng tay vào, đại nhân không thể xử vụ này? Vậy thì không. Nhưng nguyên nhân trong này sau này ta sẽ nói với Triển Hộ Vệ. Bất kể thế nào, sau này đại nhân hồi phủ, sự việc sẽ được sáng tỏ.
thần mau chứng phủ doãn khai phong phủ, khâu kiên thái hậu nương nương, thiên tuệ thiên thiên tuệ. Bao khanh bình thân. Tạ nương nương. Bao khanh. Có thần. Ai gia truyền khanh vào cung, khanh biết gì chuyện gì không? Hồi thái hậu, chắc là vì chuyện phủ phò mã. Không sai, vậy thì tốt. Hôm nay ai gia sẽ giáp mặt để nói rõ ràng với khanh. Khai bẩm thái hậu, vụ án này liên quan đến 3 mạng người. Khai phong phủ đã lập án và đang điều tra. Chẳng hay thái hậu muốn nói điều gì với bao chứng? Bao khanh không cần liệt vụ án này vào công án. 3 mạng người mà khanh nói, Ngụy Minh không phải đã khai hết rồi sao? Có liên quan gì đến phò mã? Công chúa và phò mã đã nói rõ ràng mọi chuyện với ai gia rồi. Bao khanh cũng không cần cảm thấy ngạc nhiên. Khai bẩm thái hậu, trước mặt thái hậu, công chúa với phò mã đã nói những gì? Tuy là thần không biết, nhưng bao chứng có thể khẳng định được, thế tử nguyên phối của phò mã Tần Hương Liên và 2 đứa con đã nói gì, đã chịu tội gì? Chắc chắn là về điều này thái hậu hoàn toàn không hề hay biết. Bao chứng, khanh nói như vậy là có ý gì? Thần không dám vô lễ hỗn lao, nhưng nếu như thái hậu muốn bao chứng nói rõ hết tất cả mọi chuyện thì nên nghe lời nói từ 2 phía, không thể chỉ nghe lời nói 1 phía từ công chúa và phò mã. Được rồi, vậy thì ai gia sẽ nghe cách nói của khanh. Thần bảo gan xin thái hậu cho lui hết tả hữu. Các người lui hết đi. Dạ. Khanh có thể nói rồi. Thần tuân chỉ. Cái gì? Nói như vậy, nếu có khả năng Trần Thế Mỹ sẽ thoát tội hoàn toàn. Tiễn hộ vệ đừng nóng ruột, ít ra bây giờ hoàng thượng vẫn chưa hạ chỉ đặc xá. Thái hậu truyền đại nhân vào cung chính là vì chuyện này. Chẳng lẽ thái hậu không xin hoàng thượng hạ chỉ sao? Điều này xem là phải dùng tới thủ đoạn giang hồ rồi. Không, Tiễn hộ vệ không được manh động. Xưa nay đại nhân xem điều ác như kẻ thù, quyết không để Trần Thế Mỹ thoát tội đâu. Hãy đợi đại nhân hồi phủ rồi hãy tính. Tần Hương Liên này cũng được xem là đứa con dâu hiền đức. Vậy mà Trần Thế Mỹ kia lại bất mãn vì điều này. Vì ham mê vinh hoa phú quý, ruồng bỏ Tần Hương Liên như cỏ rác vậy. Đó là bị Ngụy Minh ép buộc, hắn cũng là bất đắc dĩ thôi. Thái hậu, lời nói dối như vậy làm sao tin được? Bao khanh, ai gia không phải tin hắn, mà là bây giờ công chúa đang mang thai con của hắn. Làm sao ai gia có thể nhẫn tâm để đứa trẻ mất cha, công chúa mất chồng? Thái hậu, vậy thì cha của Xuân Ca Đông Muội, phu quân của Tần Hương Liên thì sao đây? Không phải là bao chuyện ép buộc, nhất định phải lấy mạng phò mã mới được. Hành vi của Trần Thế Mỹ kia đã là thiên lý bất dung, quốc pháp khó tha. Thái hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, muôn dân kính trọng, làm sao có thể vì một Trần Thế Mỹ tổn hại đến danh dự của hoàng gia, khiến thiên hạ bàn tán? Thái hậu lại phải đối mặt với 3 tên thiên hạ như thế nào sau này? Bao chứng. Thần bảo gan nói thẳng, nếu như thái hậu muốn trị tội xuất ngôn phạm thượng của bao chứng, bao chứng cam tâm chịu phạt. Bao chứng.
Khanh biết Ai Gia ngoài thân phận đương kim thái hậu ra còn là mẫu thân của công chúa không? Tuy công chúa không phải là con ruột của Ai Gia, nhưng Ai Gia đã xem nó như con ruột. Là mẹ người ta, trong lúc này nên làm thế nào đây? Thái hậu, Khanh nghe Ai Gia nói đã. Xưa nay Khanh đều chấp pháp giữ pháp, Ngụy Minh đã gánh tội rồi, Khanh lại không thể chứng minh phò mã liên quan đến vụ án. Vậy phò mã chỉ còn tội danh mạo danh người khác bỏ vợ tái hôn thôi. Ai Gia tin chắc là hoàng thượng sẽ hạ chỉ đặc xá cho hắn. Bao Khanh, chiếu theo pháp luật, Khanh không thể trị tội phò mã rồi. Tại sao Khanh còn bám chặt không buông? Thái hậu nói không sai. Vụ án ba mạng người, có lẽ phò mã có thể thoát tội. Nhưng mà Tần Hương Liên có thể kiện hắn tội bất hiếu với cha mẹ, ruồng bỏ vợ con. Chiêu theo pháp luật, bao chứng vẫn có thể xử hắn tội được. Nếu Tần Hương Liên bãi bỏ kiện cáo thì sao? Thiếu nguyên cáo thì Khanh sẽ xử như thế nào? Thái hậu, Tần Hương Liên đã chịu khổ nạn dày dò như vậy, làm sao chịu bãi bỏ kiện cáo? Bao Khanh, điều này không liên quan đến Khanh. Ai Gia sẽ dùng thân phận gia trưởng khuyên Tần Hương Liên để ả bãi bỏ kiện cáo. Còn nữa, Khanh hãy thông báo Tần Hương Liên, nói là Ai Gia muốn triệu ả vào cung để nói chuyện nhà họ Trần với ả. Thần tuân chỉ. Còn nữa, trước khi Ai Gia nói chuyện với ả, không cho phép Khanh có hành động gì với phò mã. Nếu không, Ai Gia sẽ phán Khanh tội kháng chỉ. Thái hậu muốn truyền Hương Liên vào cung sao? Không sai, Thái hậu muốn nói chuyện về Trần Thế Mỹ với người. Bao đại nhân, Hương Liên có thể không đi được không? Tại sao ngươi không muốn gặp Thái hậu? Hương Liên chỉ là một cô gái quê. Không, ngươi cũng là nguyên phu của đương kim phò mã. Mục đích của Thái hậu là muốn khuyên ngươi rút lại kiện cáo đối với Trần Thế Mỹ. Nếu ngươi kiên quyết không chịu, đến đó thì có sao? Hương Liên, Thái hậu truyền gặp không thể không đi. Nếu không thì sẽ phạm tội kháng chỉ. Công tôn tiên sinh nói không sai. Nếu ngươi thực sự không muốn đến đó, bổn phủ đồng ý gánh tội, không truyền đạt ý chỉ của Thái hậu, ngươi vẫn có thể không cần vào cung. Không, Bao đại nhân, dân nữ đi. Ngươi khẳng định? Đa tạ sự giúp đỡ của Bao đại nhân. Hương Liên ngàn dặm tìm chồng kiện cáo phò mã, không thể vì điều này mà để cho Bao đại nhân chịu tội cho Hương Liên. Tuy Thái hậu có thân phận tôn quý, Hương Liên lý trực khí tráng, có gì mà phải sợ? Được, nếu như vậy, bốn phủ sẽ cùng vào cung. Không, đại nhân, để Triển Chiêu đi với cô ấy. Triển hộ vệ, Thái hậu không phải là một người bình thường, tuyệt đối không có hành động bất lợi với Hương Liên. Ngươi không cần lo cho an nguy của ả. Thuộc hạ lo lắng trên đường vào cung sẽ có người có ý đồ bất chính với cô ấy đó. Cũng được, nhưng mà Triển hộ vệ phải hứa với bổn phủ, trước mặt Thái hậu không được hỗn lao, càng không được tự ý quyết định gây thêm phiền phức.
Triển Chiêu không lỗ mãn như vậy đâu. Ngoài ra, trong lúc Thái Hậu nói chuyện với Tần Hương Liên, nhất định là sẽ kêu ngươi ra ngoài. Ngươi cũng không được từ chối. Triển Chiêu tuân lệnh. Đi đi. Hương Liên cáo lui. Đại nhân, sao bỗng nhiên lo lắng cho Triển Hộ Vệ như vậy? Đối với chuyện này, hắn đã nhịn hết nổi rồi. Bốn phủ lo lắng tật xấu giang hồ của hắn sẽ bị khơi dậy. Lúc đó, không phải là khó thu xếp hay sao? Đại nhân lo lắng rất đúng. Nhưng theo quan sát của học trò, hình như đại nhân sắp đến cảnh giới không nhịn được rồi. Đúng nhịn được, sai không nhịn được. Công tôn tiên sinh hiểu rõ bổn phủ, sao không trông mắt chờ xem? Dạ, học trò hiểu rồi. Khải bẩm phò mã. Bao đại nhân về Khai Phong phủ rồi sao? Đúng, người đàn bà đó bị Thái Hậu đưa vào cung rồi. Người nói Tần Hương Liên à? Dạ. Được, tiếp tục cho người thám thính. Khai Phong phủ nếu có động tĩnh gì, lập tức hồi báo bổn cung ngay. Dạ. Thái Hậu truyền cô ta vào cung để làm gì? Ngự tiền tứ phẩm đế đạo hộ vệ Triển Chiêu khấu kiến Thái Hậu. Bình thân. Tạ Thái Hậu. Sao Triển Hộ Vệ lại đến đây? Triển Chiêu được lệnh của Bao đại nhân đưa Tần Hương Liên vào cung. À, Tần Hương Liên đâu? Đang chờ lệnh bên ngoài. Truyền á vào đây. Dạ. Triển Hộ Vệ có gì muốn nói sao? Vì chuyện của Tần Hương Liên phải không? Thái Hậu sẽ có quyết đoán. Triển Chiêu không tiện nói nhiều. Triển Hộ Vệ tránh mặt cũng tốt, khỏi phải khó xử. Dân phụ Tần Hương Liên khấu kiến Thái Hậu. Ngươi chính là Tần Hương Liên? Dạ. Hãy ngẩng đầu lên. Ai gia biết ngươi bụng đầy oán hận, cũng biết ngươi không muốn giáp mặt nói chuyện với ai gia. Nhưng chuyện có liên quan đến phu quân của công chúa với ngươi, ai gia lại là mẫu thân của công chúa, dĩ nhiên là trưởng bối trong nhà. Cho nên, chỉ còn cách mời ngươi kiên nhẫn nghe ai gia nói cho rõ. Thái hậu không những là mẫu thân của công chúa, đồng thời cũng là tấm gương của phụ nữ thiên hạ. Quả nhiên là con cháu đèn sách. Phát ngôn không sắc bén nhưng lại nói trúng đích. Có phải ngươi muốn ai gia xử chuyện này theo việc công không? Thái hậu mẫu nghi thiên hạ, không cho phép dân phụ hỗn láo. Nói hay lắm. Hôm nay ai gia dùng thân phận một người mẹ để nói chuyện với ngươi. Tình hình bây giờ có lẽ ngươi vẫn chưa được hiểu rõ lắm. Vậy thì hãy để ai gia nói thêm vài lời cho ngươi hiểu. Công tôn tiên sinh, có học trò, tiên sinh theo bổn phủ xử án nhiều năm,
có từng thấy bổn phụ tha cho tên tội phạm nào chưa? Có từng nhìn thấy bổn phụ e ngại quyền quý mà không dám xử án chưa? Có từng nhìn thấy bổn phụ để cho người chịu oan ức phải gánh hàm oan không được minh oan chưa? Chưa. Đây chính là nguyên nhân lê dân ba tánh tôn đại nhân là Thanh Thiên, cũng là nguyên nhân để người bị hàm oan trong thiên hạ còn có hy vọng. Bổn phủ không phải là quan thanh liêm duy nhất, chỉ cần là quan viên chịu suy nghĩ cho ba tánh thì trong lòng có công lý và chính nghĩa đều là thanh thiên của ba tánh. Đại nhân nói đúng. Vậy thì cho dù bổn phủ không còn làm quan, cũng sẽ có vô số thanh thiên bảo vệ công lý chính nghĩa. Còn những người chịu hàm oan, họ vẫn tiếp tục có hy vọng. Đại nhân, bổn phủ chỉ là có chút cảm xúc, công tôn tiên sinh đừng để ý. Một khi hoàng thượng hạ chỉ, phò mã sẽ được đặc xá. Nếu ngươi không chịu hủy bỏ kiện cáo, bao đại nhân sẽ xử hắn trượng hình giam giữ. Đến lúc đó, tuy hắn đã bị tước thân phận phò mã, nhưng không bao giờ phục hợp với ngươi. Cùng lúc hai gia đình sẽ bị tan vỡ, con của ngươi và con của công chúa cùng lúc sẽ bị mất cha. Kết quả như vậy, với ngươi mà nói có ý nghĩa gì? Nếu dân phụ hủy bỏ kiện cáo thì sao chứ? Hoàng gia sẽ cho ngươi một số tài sản lớn, sẽ cho con ngươi được khôn lớn thành người. Số tiền đó đủ để ba mẹ con ngươi sống ngày tháng giàu có suốt đời. Nhưng chúng vẫn phải mất cha. Xin Thái hậu cho dân nữ được nói thẳng, như vậy có khác gì bán rẻ phu quân của dân phụ? Vậy thì ngươi muốn sao? Chẳng lẽ ngươi muốn phò mã theo ngươi về quê, để công chúa trở thành trò cười của hoàng gia? Không. Thái hậu, dân phụ không để huynh ấy về đâu.